Trời ơi, dịch giá mấy tháng trời, bây giờ mới được bày hàng ra bán nè. Nhớ mấy đứa học sinh này quá à, lâu quá rồi không gặp tụi nó. Mà sao bây giờ này chưa đứa nào tới với ta? Giờ này tan trường rồi mà. Dạ con cô. Nhớ không hả? Cô nhớ chứ, sao mà không nhớ được. Cái con là? Con hả? Ủa, mà con tên gì ta? Trời ơi, sao mà bảo nhớ. Con là cả lại nhà này, con khi nào cũng ủng hộ hàng cho cô hết á. Vậy hả? Trời ơi, cô xin lỗi con nha. Bởi vậy, cô thương mà nhắc cho đám học sinh chứ đâu. Thương mà con tên gì cô cũng quên luôn rồi. Mà thôi, hôm nay có trò gì hay cô chỉ cho con với. Có chứ, cô về nhiều hay nữa là đằng khác. Mày ra đây mày coi nè, mày thấy gì không? Đây, con hộ may mắn. Thấy đợi biết may mắn rồi. Mà đây nè, vòng quay vô cực nè, mày thấy chưa? À, mày chơi đi, hình dáng nàng tiên cá. Tao thấy mày hợp cái này đó, rất hợp luôn. Gì? Cô nhìn mặt con này, cô bảo con chơi nàng tiên cá hả? Con mạnh mẽ vậy mà. Thôi, con không chơi đâu, cô giới thiệu cái món khác đi. Trời, đầu năm đầu tháng cô đùa chút xíu thôi. Chứ thật ra là con mới về bộ bốc số nè, mày nhìn đi. Toàn là đồ chơi mới không nè, thấy chưa? Chỉ cần 1.000 đồng là có thể trúng được những đồ chơi này. Và chưa kể, và đặc biệt là trúng được cái cặp cun nè. Thấy đẹp không con? Quá, chạy nước miếng. Đấy, chơi thôi, chứ thực ra cái cặp cun này ở nhà con có rồi, con chả thích đâu. Cái con thích nhất á là cái này nè. Đó, con pop it người chơi áo đỏ nè. Đây, chơi đi con, một lần có 1.000 thôi à. Con nè, là con chơi thẳng 20.000 luôn. Đây, con gửi tiền luôn nè. Con chơi đi con. Rồi, kiểu gì cũng trúng cho mà xem. Đúng rồi, cái nào cũng trúng hết hả con? Rồi, số 13. 13 đâu? Trời ơi, thằng này, xếp chúng là được trúng cái này rồi, số 15 nè. Mẹ hả? Tôi được rồi, để con bóc tiếp. Đây, chơi hai cái này. 31. Trời ơi, thằng này 30. Sắp may mắn rồi con. Cố lên con, sắp may mắn rồi con. Đây, 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 đây. 05. Trời ơi, đúng được tiệm chúc mừng năm mới này. Cái này là tiệm cái gì đúng không? Đúng rồi. Ồ, nhưng mà con thích cái này hơn cơ. Bóc tiếp đi con. Bóc tiếp. Rồi. Không biết là cái gì đây, số 30 này. Trúng luôn. Ôi ôi, trúng 2 lần liên tiếp luôn. Thằng này mày may mắn ghê đó. Bóc nữa được con. Nhưng mà con này con cũng chưa thích lắm đâu. Con thích cái này cơ. Đây, xem nhá. 45. Trời ơi, 48. 2 lần đầu trúng liên tiếp. Còn những lần sau á, rất là thích trơn à. Thôi cô ơi, con trả lại, con lấy lại tiền nè. Con không lấy nữa đâu. Cái thằng này trai chén lớn đẹp trai như vậy rồi, lớn rồi, mình chơi thì mình cứ chịu đi con. Không, nhưng mà con thích là cái này cơ, hai cái này con không chịu đâu. Nè, cái thằng này nha, tao mới mở hàng đầu năm nha, mà tin là tao tép một cái là đâu có lĩnh lộ đâu. Sao giờ muốn có tiền đúng không? Dạ đúng rồi. Nè nha, bây giờ con rủ các bạn của con lên đây bốc số của cô đi, rồi cô chia phần trăm cho. Chia phần trăm là như thế nào hả cô? Có nghĩa là một đứa bỏ 10.000 ra rút thì cô cho mày 2.000. Ngon không? Được. Yeah. Mà con nói nha, cho con mượn con hổ này con làm mồi nha. Ok con trai. Xíu nữa con quay lại. Bye bye con. Ê Hào, nghe đâu chiều nay lớp mình á có tiết kiểm tra anh Trăng á. Là cô này khó lắm luôn á. Hey, nhìn chút nhá, chú Hào. Hả? Xem này, ta đây. Cô, con hổ ở đâu dễ thương vậy? Tớ mới rút số đúng được á. Số hả? Có biết rút đâu không? Đâu? Ngay cạnh cổng trường mình đó. Hổ dễ thương quá à. Tớ rút có 2 lần mà mỗi lần có 1.000 thôi mà đúng được luôn cả con hổ này. May mắn vậy. Đi không? Tới dẫn đi. Đi. Đấy, nhí út cáp, chú Hào, tới chơi đằng kia kìa. Mình lại nói chơi đi. Đi. Go. Hey, con dẫn bạn con tới đây này. Mày xích ra. Con. Tới chơi bốc số không con? Nè, con nói cho nghe nha, đây là những trò chơi mới cô mới về nè, con thấy không? Con chỉ cần bỏ 1.000 thôi là con sẽ được một trong những món đồ ở đây, rất là mới luôn, con thấy chưa? Chưa kể, và đặc biệt là chiếc cặp cun. Wow. Đẹp cực kỳ luôn. Trời con ơi, thấy chưa? Đây là chiếc cặp mình thích nhất luôn á. Mình ao ước có một chiếc cặp cun này lâu lắm rồi.
1.000 một lượt thôi con ơi, rẻ lắm. Ê Xu Hào, à? Rẻ ghê luôn á, cậu chơi không? Chơi chứ. Tao có 10.000 nè. Tao tính còn 10.000 nè. Mình rút đi. Đi. Cô ơi, cho tụi cháu rút 10.000. Ok hai con. Vô chơi nè con. Cái này hả cô? Đúng rồi, tao bóc số đi con. Ê, tao bóc thử nha. Đi bóc trước nha. Đây cô cầm cho, cô cầm cho. Dạ. 12. 12 hả? Rồi, không trúng thì con bóc số khác đi con ơi. Có hai muốn mà ngược số này nè. Số này là 06 hả cô? Số này hả? 06, đúng rồi đó con. Ôi, trúng đây luôn. Có chờ số nào khác kia. Mày may mắn ghê này nè. Sao con thua quá vậy? Từ từ con, từ từ. Đây, để tớ xem nào. 45. 27. Đi nè. Giúp từ 27 nha. Bộ con này luôn. Hai cái này may mắn ghê vậy đó. Ê, cậu lấy đi. Đó. Không trúng rồi con ơi, 45. Không trúng rồi con ơi. Có 48 thôi, không trúng là bốc nữa đi con. Đây, coi cậu mấy lượt rồi. Mỗi đứa 2 lượt, hai lượt rồi. 16. 30. Rồi. Trật rồi. Không trúng rồi, không trúng rồi. Trật rồi. A few moments later. Ê, Xuân Hà bốc nữa đi. Hết lượt rồi, bốc gì mà bốc. No. Bốc nữa, có tiền đây. Ồ, nhanh vậy. Không tiền không? Hình như tao hết tiền rồi sao? Hết tiền rồi. Bỏ ra có 10.000 mà ai cũng có quà rồi còn muốn cái gì nữa. Nhưng mà Nhi thích cái cặp này nè. Đẹp quá. Bỏ hết tiền vào. Chơi đi, kiểu gì cũng trúng à. Đi. Mà hết tiền rồi. Trời ơi, thiếu gì tiền. Mượn Xu Hào kìa. Ê Xu Hào, thế ngày mai cậu có định ghé cho chị cho số này nữa không? Không. Nhà tớ nhiều đồ này lắm. Chơi vậy cho biết thôi. Thôi chắc tớ về đây, tớ hết tiền rồi. Về đây. Đi. Chào cô à. Chào hai đứa nha. Cô, thấy con làm việc được không? Được. Nhưng mà bây giờ cô không có tiền lẻ. Thôi mai tớ có đưa cho. Nha. Thôi. Dạ. Mai có đưa cho. Về nha. Bà, keo dễ sợ luôn. Ê, tao, keo nó sợ không? Lại đây chơi với tao. À đúng rồi. Ở đây mình có ốc heo nè. Hay là mình lấy tiền cho ốc heo đi chơi cho trúng số đi. Biết đâu mình trúng được chiếc cặp cua thì sao? Hồn của con này. Con quyết định chơi hết 100.000 tiền rút số và nhất định phải thắng được cái cặp này. Anh hùng con này giỏi. Chơi đi con. Chơi đi là trúng mà. Dạ. Chơi đi con. Bóc nhiều vô con. Số 25. Rồi. Ôi, 26. Không trúng rồi. Lần này trúng rồi con. Lần này sẽ trúng thôi. 32. Ôi lại không có. Bóc nữa đi con. Bóc nữa đi con. Thế nhờ. 26. Ê, 26 nè. Ôi, nhưng mà con không có công việc này. Nhưng mà nó may mắn rồi đó, có được con. Còn đặc biệt đang chờ con nè con. Số mấy nhờ? 60. 60. Trời ơi, 66. Tiếp ghê. Không thể nào tin được. Mình bóc 100.000 mà cũng không trúng nữa. Sao kỳ vậy ta? Đại số còn chưa tới đó con. Con chơi thêm vài ngày là con trúng liền nè. Chơi đi con. Nhưng mà bây giờ con hết tiền rồi. Con đặt nguyên con heo đất của con ra mới được 100.000 đó. Hay là cô cho con chơi thiếu đi cô. Chơi thì chơi trả tiền sòng phẳng chứ con. Chứ bây giờ con đi rồi, con biết tìm ai mà cô đợi. Vậy thôi con đi về. Mất 100.000 rồi. Trời ơi, hôm nay thật là may mắn. Bởi mang cái cặp này ra là làm được việc liền. Đứa nào mà không thích cái cặp này. Ủa, Nhi nhút nhát, sao cậu ngồi đây khóc vậy? Chú Hà hả? Cậu biết sao không? Sao? Nhi á hả, là Nhi thích cái cặp cua nó lắm luôn á. Thế nên là đã quyết định đập cái heo đất của mình. Lấy 100.000 ra để chơi trò chơi rút số. Mà ai ngờ đâu, thua hết rồi. Hả? Cậu chơi 100.000 luôn đó hả? Trời ơi, hôm qua tới chơi cho biết thôi. Chứ tớ cảm thấy trò chơi này có vấn đề rồi ấy Nhi nhút nhát. Tớ thấy á, hình như là cãi lại nhảy và cô đó thông đồng với nhau để mà lừa tụi mình hay sao á. Vậy bây giờ mình phải làm sao Xuân Hào? Nhi lỡ chơi hết 100.000 rồi mà không trúng được gì hết. Mà về á, ba mẹ mà biết hả, Nhi đập heo đó không lấy tiền chơi cho lúc tớ thế nào cũng đập Nhi cho mà xem. Giờ sao? Yên tâm, tớ đã có cách, cậu đi theo tớ. Con nghe nói hôm qua cô làm ăn không khá lắm đúng không? Con Nhi nhút nhát á, chơi ở chỗ cô hết 100.000 lận mà. Thằng này mày không tin nhanh thiệt đó chứ. Nè, đây là phần thưởng của mày nè. Hôm qua mày luôn 20.000. Ủa?
đó coi nhé. Cải lại nhại và bà bán hàng đó đang thông đồng với nhau kìa. Sao bà đang ghi hình lại này? Sao bà bán hàng lại đưa tiền cho cải lại nhại vậy? Đó. Nhớ có đáng hợp tác nha con. Tất nhiên rồi. Rồi về đi. Quang, không được về cải lại nhại. Sao? Hành vi lừa đảo của hai người đã bị phát hiện. Mình có làm gì đâu. Cô cũng làm cái gì đâu. Đây, hành vi cấu kết của hai người đã được tụi cháu ghi hình lại. Xuào ơi, tớ bị bà này xúi cho tớ có biết gì đâu. Cái thằng này lừa ai không lừa, cái lừa phải về trong lớp. Ê, không thiệt. Tớ xúi con mà. Ai lừa ai không biết, nhưng con yêu của cô hoàn lại tiền cho bạn của con. Nếu không, con sẽ đưa clip này lên công an. Ba con là cảnh sát trưởng. Đúng rồi, ba đó làm cảnh sát trưởng rồi. Được rồi, cô trẻ. Nè con, nè, con trả tiền nè con. Con có tiền của con đâu. Yeah, nó nhận được tiền, số hàng của tớ là 101 nè, của cậu 10.000 nè. Sao đây dưới 20.000 nè. 20.000 của tớ, trả cho tớ đi. Tớ sẽ đưa 20.000 này về cho mẹ cậu về đó mà lấy nha. Đi xuống à. Đi.